Chào các bác nhá. Hôm nay chia sẻ các bác cái mô hình chăn nuôi ngan cực kỳ hay của cao thủ nuôi ngan này. Một năm nuôi bao nhiêu lứa anh? Chắc phải 10 lứa nhỉ? Chục lứa. Chục cũng phải 10 đúng không? Hôm nay ngan được bao nhiêu ngày rồi anh? 54 ngày. Hả? Ờ, u xưa đổ này anh. Bão. Hôm trước em lên đổ đâu nhỉ? Mùi to. À. 54 ngày, đây là ngan gì đấy anh Thụy Phương à? Anh là chuyên bắt ngan Thụy Phương nhỉ? Xô, được cái. Đẹp nhờ, 54 ngày đây, Hưng thử cân nào Hưng. Máy trắng đấy. Được đấy à? Đạp nó. Đây đây, đây. Béo thế. Thụy Phương, đằng này anh bắt bao nhiêu con? 400. Nó hao nhiều không anh? Hả? Nó có hao chết nhiều không anh? Chết 4 con à? Đúng không Thụy Phương nhỉ? Người vẫn sướng đúng không? Đây. Đẹp không các bác? Đàn này chắc là không bệnh tật gì đấy. Mái cánh chéo hết rồi. Đẹp thế. Anh này chăn nuôi thì những đàn trước thì dính đầu đen liên tục. Bắt đầu từ hai đàn này bắt đầu quy trình phòng bệnh đầu đen thì không bị nữa. Chỗ này không nhờ. Cái chuồng này đúng cái đợt tao đi đại hội thanh niên thì đầu đen đúng cái chỗ này luôn. Nhớ à. Rồi, mang ký. Ui, 3 cân rưỡi. 3 cân rưỡi. Ừ nhỉ, 3 cân rưỡi. Đấy, được đấy, tí cân con mái thế nào. Một cái dây con mái nào. Đấy con mái ngay trước mặt đây. Mái thì hơi nhỏ hả nhờ. Đấy. Đấy, đúng con mái đấy, mấy con mái con nào cũng được. Đẹp thế, 54 ngày. Cần chéo hết rồi. Chéo hết cánh rồi. Bán được rồi. Còn như này khoảng 60 ngày đã bán mái cho đi rồi. 60 ngày bán khoảng mái. 7 ngày bán mái. Tối nay tầm này đang vào thịt nhỉ. Đây từ bé rồi chắc không bệnh gì đúng không? Đây là phòng 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 à. Đầu đen anh phòng mấy lần? 4 lần. 4 ngày hay là 4 lần? 4 lần, mỗi lần 10 ngày ạ. 10 ngày. 10 ngày. 10 ngày phòng lần. 2 2 2 2. Ui. Đây này đạt đấy nhỉ? Là chưa anh bán có 60 ngày à 65 ngày mà bình quân là 2 cân 7, 2 cân 8 hết. Ngàn cái á? Ngàn cái. To thế nhỉ? Sao của em nuôi đàn kia có mấy con cái mà nó bé thế? Nuôi đàn đực trước này, cũng Thụy Phương này. Ok. Con này con bé bắn con to là phải 2 cân rưỡi à. Ừ kìa, cái con này phải to nhỉ. Đấy con to lắm. Đấy thử túng con to to thế nào. 54 ngày sợ thật. Đây con này con kia. Kinh khủng khiếp. Ừ. Đấy thử túng con to to nào. Đây con này to quá nhỉ. Túm nào. Túm túm thế nào. Con nào cũng được con to ạ. Thử cân nào. Đây để anh túm không. Chọc bụng. Con chọc bụng này chắc là to rồi. Hả? Sao to thế nhở? 54 ngày to thế. Quá cuồn. Cái ác ấy. Ừ. Đây là 2 cân gần 2 cân 3, 2 cân 25. Ừ, 2 cân rưỡi. 2 cân rưỡi. 2 cân rưỡi. Béo thế. Bắt đầu hôm qua mới cho bộ béo à? Lông ở trước đúng không? Mà lông đẹp đây. Đấy những con đực này to nhờ. Anh nuôi đàn này là to nhất chưa hay là có đàn nào to hơn không anh? Nó có đàn nào đó thế, ừ, nó không bị bệnh đàn nào to. Đang tiêu chảy phân vàng này. Đấy, phân này là phân nguy hiểm này. Đây. Với chỗ nuôi này đẹp đấy, nhưng mà khả năng nằm đây là dụng lông bụng nhờ. Đấy, nó có con là nó lười đi này, con này dùng. Đúng rồi, con nào béo nó lười đi. Giờ như con kia trở to, con nào cũng to nhá. Thế là đàn này anh làm loại vaccine gì? Vẫn có mỗi siêu vi gan bên này thì trả nó. Gan là tiêm 3 ngày. Kháng thể vi gan cũng 3 ngày này. Ừ, tiêm vaccine không tiêm kháng thể. Tiêm vaccine à? À, cái giống ông Thụy Phương, lúc này chuẩn thì không sợ viêm gan mấy. Nó có nguy cơ nhưng nguy cơ thấp hơn. Còn 10 ngày tiêm tả. 10 ngày tiêm tả. Đấy, phòng bệnh thì phòng bệnh thì chủ yếu là đầu tiên mấy ngày
phải đến 10 ngày phòng cái nấm dèo. À, vẫn phải phòng nấm mà, anh nuôi sán phòng nấm à? Phòng nấm dèo xong thì cứ chục ngày thì lại phòng, xong rồi 15 ngày phòng bại huyết. Bại huyết. Bại huyết, bại huyết xong gì? Xong bắt đầu là phòng đến 20 ngày đổi ra này, bắt đầu là phòng đầu đen. Đầu đen này. Hơi sợ đầu đen. Chỉ sợ đầu đen. Chỉ sợ đầu đen. Cái chùa này nhá. Chùa này chết chết đợt đấy luôn ăn trắng rồi đúng không? Chết chết sốt ruột cái chùa này. Ghê thật. Bại huyết anh phòng được 3 lần. À, bại huyết anh uống cái gì? Là cái em đưa đây. À, cà lăm mốc. Rồi. Đầu đen này cho đầu đen thảo dược. Cái đấy thì nó không rụng lông. Không, cái đầu đen hai lần trước thì anh lấy là cái gói mà sunfa đợt. Sunfa. Còn lần sau này em cho cái loại thảo dược. Cho thảo dược. Đây có con nó hơi tụt tụt này, nhưng mà đợt cơ bản này nó quá đều luôn. Không, có ba con này vứt trong ao lúc nó úm á. À. Nó cứ kiên nét nhép, anh bảo thì mẹ tốn thuốc anh vứt mẹ trong ao xong. À. Nó kêu nó thương nó bò lên đây. Thương. Đấy, xong anh còi đó. À, rồi. Thằng này đều đấy nhỉ. Đều quá đều luôn. Ngăn mái đẹp. Cám ăn cám gì anh? Cám đấy, cám còn của ăn diêu gì? Ăn diêu nó lại cám rẻ chứ. Đấy, chứng tỏ là cám chỉ là một phần thôi đúng không? Chủ yếu là quan trọng là mình phòng bệnh nó. Ừ, cơ bản cái giống tốt là một. Giống với phòng bệnh. Thứ hai là mình phòng bệnh hẳn hoi định kỳ. Con gì này nó bắt hết rồi. Ừ. Để em gọi thằng em thì nó bắt cho, nó bắt lẻ lẻ thôi. Nó hôm trước nó gọi nhà em có hai con mái gớm. Để em. Ừ, để bằng được. Con mái một lẻ nó dễ bán. Rồi, ok. Đi đâu cũng ai. Được à? Bắt được nuôi sướng rồi này. Trước kia anh bắt mẹ nó bệnh, đàn trước bệnh như thế mà không phòng trước nên nó dính bệnh. Mà anh chết gần 100 con mà kém hơn khoảng 100 con mà bắt có 300 rồi. Thế mà bán vẫn hòa gốc, để lại mấy chục con mà vẫn đang 3 triệu. Cái lứa đấy của anh là bán được giá 60. 57. Đấy, của em bán sau anh đúng 57 trong 5 năm đấy. Sau anh khoảng chục ngày. Thế 70 ngày mà bình quân 44 đấy. À, 70 ngày 44. Thế là to ấy. Ăn được đấy. À, đàn đấy cũng là đàn đen Thụy Phương. Đen bắt trước của em mấy ngày đấy. Rồi. Em này cứ thích bắt xô, xô được cái bán nó dễ hơn. Thế của em này bán xong anh mấy ngày nhưng hàng nó chậm, bán nếu khó lắm. Nếu mà xô em bắt thế thì nếu mà hàng bắt mẹ cái không riêng, được riêng. Được cái riêng, đấy cái đàn này bắt được cái riêng đoạn sau lận hết. Xô chả biết bao nhiêu được nhiêu cái. Mua chứ đấy có mà, cái riêng được riêng có mà. À. Mình phải nhưng phải đặt thằng quyết đấy. Ừ. Thông thường cái giống Thị Phương đặt vẫn lâu không, mấy ngày? Nếu nào có là báo luôn. À, cái mình cứ bảo đấy đúng không, có là báo luôn. Hôm nọ anh đặt nhưng mà nó không ấy được. 25.000 được. Được đặt, hay đặt qua. Đặt qua. Đặt thì được giống như sướng như này, sướng này. Nuôi một cái này thì 25. Ừ. À. Đấy, bây giờ ngày ăn lấy bao anh? Ngày 4 đến 5 bào này. 4 5 bào. Cứ đổ hôm nào nó hết lại đổ. À, ăn tự do anh. Ừ. À, coi để ấy đâu. Nó ăn nào hết đổ. Ừ. Tối giờ hết lại đậy ấy lên xong này đổ trong kia. Thế mưa gió anh có đổ vào cho không hay tối nó tự vào? Tối là cứ lúc nào là tối mịt là tự nó vào hết. À, tôi phải cứ thắp điện ở trong mà tự vào. Thắp bóng này này. Thắp bóng này, anh có cái bóng hay nhỉ? Thế tối cho nó ăn không anh? Đấy, tối đổ máng đó rồi. Nước nó cứ gò chân chát xuống như này thôi. À. Máng nó cần nhiều. Có mỗi máng trong, máng ngoài thôi. Rồi, thế thôi, có của em kìa 10 cái máng. Đấy, nó nên ăn hết. Rồi, tức là tối tự bò vào. Tối tự bò vào. À. Đấy, có bóng nằm ngoài này. Có hai cái máng tự chảy thôi, chả phải gì. Uống nước thì có mỗi cái này, thằng nào khát đến uống. Thằng nào khát đến uống trên chén. Bà đấy tí. Mà cái nhà nó có tắm mấy đâu nhỉ? Tắm mấy đâu. Cái chỗ này có anh em mát này. Mát này, cực kỳ mát này, có mấy cái xưa khủng bố đấy, dụng mất cây. À, được. Đấy, kinh nghiệm nuôi ngan của chuyên gia chỉ có thế thôi. Tóm lại cứ cho nó ăn ít đi thôi. Ít máng thôi, không phải nhiều máng gì cả. Rồi, anh em mình thử tìm một con treo cánh xem nào, cánh tiên là cân, cánh tiên là to à, nhá. Thì tìm nó là cánh tiên ạ. Ừ, đẹp đấy. Lông đẹp, chân đẹp, cơ bản là không bệnh tật và giống chuẩn. Mái đẹp này. Ừ. Nặng nhờ, nhìn béo nhá. Cần thêm một đực nữa. Đây, cánh tiên này.
mình cứ thấy con cánh tiên này con to. À, con này không to à? Cánh tiên này. Thử cân con này nào. Thấy con đấy. Cánh tiên này thường to hơn, béo hơn. To nhỉ, 54 này, sợ thật. Nuôi nó không bậy, nó không bậy nó thích. Ừ, nó lại cứ ăn cứ lớn thôi, mình chỉ phòng thôi. Bao nhiêu? 3,6. 3,6. Ai xa. Con này mày tính 3,8. Chắc chưa. 54 ngày. Hôm trước nhà kia là từ đây bố cái tao này. Rồi, ok các bác. Anh thì chăn nuôi thường xuyên liên tục đấy. Ăn nhiêu đấy? Cám rất là rẻ chứ. Đấy, chăn nuôi cả lợn lợn. Ui, khu này cũng mát lắm nhờ. Đây. Ngày xưa anh để sàn đây chứ đúng không? Phá rồi à? Cho thế rồi à? Ui, mát nha. Chỗ này nuôi ngan mới lý tưởng anh này. Cái thế đất nó trôi, nó dốc. Mưa cái sạch ngay. Miệng nằm nó không dụng lông bụng. Đấy, chuồng sàn làm rất là vớ vẩn đây. À đấy. Che. Cái này thì được khoảng 5-75. Che đẹp đấy. Đây, ngan lần mới đây, chế con này. Ừ. Hôm nay mấy ngày rồi anh? 3 ngày. 3 ngày giống gì đây ạ? À? Phú Xuyên đấy. Phú Xuyên, Đại Xuyên, Đại Xuyên. Đại Xuyên được à? Hôm nay anh bắt bao tiền? 19 à, thế rẻ hơn Thụy Phương 6.000. Được, 6.000. Mấy cái giống này còn to hơn của ấy này. Đấy, hao. Đấy. Tổng từ mấy giờ hao mấy con rồi anh? Con này là con thứ 7 con. 7 con này à? 500 à anh? 450. Hao 7 con. Tương đối khỏe đấy nhỉ? Khỏe, ra này khỏe. Ừ. Mùa này ú mới đơn giản thì anh kê mấy cái bóng là gì? Tối có bật không anh? Có hai cái này tối rồi. Chả bật. Gió lộng này. Bật đấy. Cái này mưa bão nó tạt gió thế bảo thì kìa. Chà. Úm úm chà bạt với bọn em úm bạt đủ hết gió chứ đủ hết. Chín quá mai chiên xong em ơi phải thả đất ra đấy. À. Thế giống ngan đừng được úm chín quá. Như như này bắt đầu thả ra. À. Đến 5-6 ngày mới thả ra nó chạy trung tăng nó khỏe ngan rồi. Đúng rồi. Cơ bản này nó sạch nhỉ. Nó sạch nó thoáng. Thế thôi. Đấy, thế đàn này nuôi ở trên này. Đây, thuốc úm, thuốc bổ thì úm thì vẫn thế thôi. Điện giải này. Bổ gan này. Đấy, bổ gan dùng lại bình thường để rẻ thôi, chẳng cần đợi đắt đâu. Đấy. Men tiêu hóa này. À, canxi, anh hay dùng. Canxi mấy ngày anh dùng anh? 15-20 ngày dùng đàn này. À đây, nấm. Anh vẫn kiểu sợ nấm thì sợ đầu đen. Đầu đen thì đến 15 ngày bắt đầu uống. Nấm thì thực ra nuôi anh nuôi này chả có gì nấm đâu. Nấm là nuôi chấu thôi. Phòng nó chắc đúng không? Đến lúc nó bị van thì mẹ vất lắm. Đúng rồi. Con ngan này bị cái gì là vất cái đấy. Mỗi nhất cái anh mà em bị em rụt lên từ lòng. Rồi. Đây. Chuồng ngày làm thì đơn giản. Đấy anh, là 2 ngày mới xong đấy. À. Một mình làm đóng đẹp đây. Đóng đấy, chỉ đóng. Ừ. Được cái chỗ nhà anh nuôi sướng nhỉ. Chỗ này anh chỉ nuôi 400-500 thôi. Ông. Cây xưa chất lượng ấy. Ừ. Có cây cối chất lượng đấy. Hả? Cây xưa. Cây xưa vậy? Cây có tiền đấy các bạn. Đấy, đây, bẻ thế thôi. Ngan bẻ rất đơn giản. Bẻ này còn hoách hơn bẻ dưới ạ. Bẻ này lên xuống đàng hoàng. Bẻ này có khi là ngày xưa nuôi vịt đẻ. Bẻ này của vịt đẻ. Đấy, ngan. Sướng nhờ, bẻ nuôi sướng nhờ. Đấy, có hai con đàn trước của bắt trước mình này. Giờ vẫn còn. Chắc giật dẹo bỏ lại. Đàn này bị dưới đầu đen lúc 25-27 ngày đấy. Mà anh vẫn nuôi là 4,4 các bạn. 4,4. Con của mình là vì anh nuôi có 300 thôi. Ít hơn. Đấy, rồi. Rồi, chào các bác nhá. Anh mình sẽ đi tham khảo các mô hình, những gì hay ho chia sẻ lại cho các bác. Ok.